Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thanh Gươm Diệt Quỷ. Và các bạn thấy chỗ mình núp không? Và đó cũng là chỗ mà hồi nãy Nezuko núp nè. Thế nên là mình đã nhanh chóng chế cái thuyền rồi cho Nezuko ngồi lên mới được. Kẻo lại đi lạc mất thì toan ấy. Còn bên đây thì Viêm Trụ vẫn ngồi yên thôi. Đấy. Giờ mình để chắc cú hơn thì mình đưa trụ cột hoặc là đưa ai về nhà là mình sẽ cho lên thuyền ngồi. Chứ không cho đi lung tung. Còn thanh niên Tanjiro đó thì mình chưa có dự định là đem vô nhà đâu. Rồi, và hôm nay thì sẽ hơi khác biệt một xíu. Mình sẽ khởi đầu ở bên địa ngục trước. Tại vì bữa nay mình muốn khám phá nốt một cái bản đồ mà mình để dành hổm rai rồi. Không có đụng vô tới luôn. Cái bản đồ này thì mình có thể khám phá cái basin. Thế nhưng mà nó ở bên địa ngục lận. Giờ thì chắc mình sẽ qua địa ngục để tìm nó luôn thôi. Hy vọng là sẵn dịp này mình có thể tìm được những cái thanh kiếm mang những cái hơi thở kiểu như bị thất truyền luôn. Hơi bị tò mò luôn á nha. À, đầu tiên mình sẽ dò tìm trước rồi đã. Hiện tại là mình cần phải đi về hướng Tây nè. Hình như... Ui cái gì đấy? Drop beer. Ui đó là con gì mà nhìn lạ vậy? Không biết có thân thiện hay không á. Ui có vẻ không thân thiện nha. Mình thấy nó há miệng ra định cạp mình hay sao cơ. Mà may nó chưa cạp trúng á. Nó cạp trúng mình chắc mình bêm nó luôn rồi. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi về hướng Tây thôi. Hình như hướng mình đang đi là hướng Tây luôn á. Thử đi thêm một đoạn coi. Đó đúng rồi. Đây là hướng Tây. Ui đừng nói cái bay sành này nha. Không on man. Cái bay sành này là buồn luôn á. Ơ thiệt. Trước quốc rồi. Trời ơi, rốt cuộc cái bản đồ bị trùng mất. Hình như ở đây có... À, có chỗ của bọn cướp Bích Linh. Coi có bắt nhốt con gì không? Nhốt mấy con hút Linh kìa. Ồ, kỳ vậy. Trời ơi, thú cưỡi của bọn chúng... À không hẳn phải thú cưỡi đâu. Mà sao bọn chúng lại nhốt hút Linh lại ta? Kỳ lạ thiệt. Thôi thì mình xử gọn hết đi. Rồi tính tiếp. Ở dưới này thì có vẻ không có đồ rồi. Chắc phải lên trên á. Không thấy. Đây bắt đầu có nè. Nhưng mà mình dùng sự vũ khí của nham trụ một phát một là mình có thể quét sạch rồi. Nó cho mình một thanh... Thanh kiếm thợ săn quỷ nè. Một cái cung xỉn. Và rất nhiều thịt heo luôn. Ôi, bọn chúng là heo mà bọn chúng còn ăn thịt heo nữa. Không hiểu luôn á. Và một ít vụn netherite. Ok. Cũng tốt. Và hết rồi. Như vậy thì chỗ của bọn cướp dân làng chỉ có một ít đồ đó thôi. Và cái thanh kiếm mà mình nhặt được mình sẽ thử coi nó sẽ ra thanh kiếm hơi thở gì đây. Để xem. Thanh kiếm nước. Hơi thở nước. Bị trùng mất rồi. Đáng tiếc vậy. Ê, đây có vẻ là một ngôi đền ở dưới địa ngục hay sao ấy. Chính xác rồi. Cái diện mạo của nó thì khá là giống ngôi đền ở trong rừng luôn. Để coi nó có đường vào không. Chắc sẽ có chứ. Ôi không có đường vào à. Không có thì mình tự tạo thôi chứ biết sao giờ. Đập cái này ra. Ui đường vào nó chặn lại bằng nhung nham rồi. Đừng vào bên đây à. Ok. đi lộn hướng. Rồi, và để coi bên trong cái ngôi đền này sẽ có rất là nhiều cạm bẫy bằng nhung nham nha. Trời. Có mũi tên đằng trước nữa cơ. Mà cái này nó có nhung nham chặn đường khó chịu ghê á. Mình phải thật là cẩn thận. Rồi, từ tốn qua đây để lấy cái rương. Ủa cái rương đâu? Ủa? Bình thường ở đây có cái rương mà. Đúng không? À, vậy là lộn hướng à. Ok. Ui. Vậy là bên đây mới có rương hả? Rồi, lại chơi trò giải đố rồi. Ôi, giải đố gì thì cực quá. Đây, vậy đi cho nhanh. Vậy là mình có thể lấy được đồ rồi. Trong đây nó còn có spawner nữa. Và nó còn giấu thêm một cái rương ở đây. Lại thêm một cái thanh kiếm của thợ săn quỷ. Với cả một cái ba lô bằng vàng.
Bữa nay xuống địa ngục chủ yếu là mình tìm cái thanh kiếm mang cái hơi thở hiếm thôi, hơi thở bị thất truyền á, nhưng mà nãy giờ thì chưa có thanh kiếm đó, toàn là thanh kiếm diệt quỷ thường thôi à. Và nó tiếp tục ra hơi thở nước này. Man, kỳ vậy ta, trùng hơi bị nhiều rồi đó. Ở dưới kia lại có thêm một cái chỗ của bọn cướp Bitlin nữa cơ. Để mình xuống mình tiếp chiêu bọn chúng. Vô đây, mình cho bọn chúng nếm mùi liền á. Đừng có giỡn nha. Rồi, ở đây thì có thêm vàng là chính. Lại thêm một cái thanh kiếm diệt quỷ nữa. Để coi bữa lần này có trùng nữa hay không đây. Ôi, sao kỳ thế nha. Hôm bữa toàn là thanh kiếm Black, bây giờ toàn là thanh kiếm nước nè. Không ổn, không ổn tí nào. À, trước mặt còn có thêm một cái bay sành nữa. Mà đường qua đó có vẻ hơi chông gai. Ê, ê, cái gì đây? À, cái con này. Láo tét. Láo tét nè. Trời ơi, nó bắn mình phát mình suýt nữa là lọt xuống dung nham rồi. À, dục. À, lần này là hết lọt rồi đó. Ủa, lại thêm một cái ngôi đền nữa sao vậy? Ồ, chưa chưa, từ 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 từ. Hình như ở đây có thêm một cái ngôi đền nữa, đúng không? Ồ, chính xác luôn rồi nè. Ngôi đền lần này thì cũng sẽ cho mình rương nha. Ok. Ủa gì vậy? Đi ra chỗ khác. Rương lần này thì cho mình vàng. À, chỉ có vàng thôi, lần này thì không có thanh kiếm của thợ săn quỷ nào hết rồi. Tạm thời gác qua cái ngôi đền đi, mình sẽ bước vào bên trong cái bay sành này. Tại vì theo như mình biết thì một là bay sành, hai là những cái pháo đài địa ngục thì sẽ cho mình những cái thanh kiếm hơi thở thất truyền đó. Thế nhưng mà nãy giờ đi mình chưa có tìm được thanh nào hết. Ê, công anh vợ có đại nè, bỏ túi luôn. Cũng được. Đằng kia thì có vàng. Bỏ túi nốt luôn. Lại đây hả? Lại đây là cho ăn quả chùy của mình liền. Ở dưới có tên Bích Linh hung bạo cơ. Ngươi hung bạo hả gì? Này thì hung bạo. Mình xử hết. Bữa nay mình mạnh rồi, mình gặp là mình không có ngán đâu. À, và tầng dưới có vẻ là nó không có rương. À đây đây đây, có. Một cái vụn netherite. Trong đây thì netherite làm được nhiều thứ không? Hình như... Oh, cũng làm được vài thứ nè. Một cái cúp xịn nữa. Oh, được quá ta. Chắc mình lấy về, sau này có điều kiện mình sẽ làm luôn cũng được. Lại thêm vàng. Ui, mỗi lần mình xuống địa ngục là mình hầu như là lầm. Ui, đây rồi. Mình đã tìm được cái thanh kiếm mang hơi thở thất truyền đầu tiên rồi. Đó là thanh kiếm mang hơi thở bóng tối. Thì ra là nó có sẵn luôn à. Quay, coi thanh kiếm đẹp lắm. Ồ, trên thanh kiếm nó có cái hình hơi tím tím kìa. Và thân kiếm cũng đẹp lắm luôn nha. Chà. Và hơi thở bóng tối thì... Ôi dù. Đúng như cái tên luôn. Thức của nó khi mà thi triển á, nó sẽ tối thui như vậy nè. Đó là bóng tối mà. Và những cái thức của nó thì hình như có mấy thức ta, hình như có 3 thức hay sao hả? Có rất là nhiều bích lên nè. Mình sẽ test thử hơi thở bóng tối của mình. Wow, tấn công tầm gần có vẻ hơi thở bóng tối rất là mạnh nha, không thua kém gì những cái hơi thở mà trước giờ mình được dùng. Nhưng mà cái bay sành này có vẻ bự quá, mình đi nãy giờ chưa hết luôn á. Ồ, có rương. Nhưng mà các bạn biết không, được cái á là cái hơi thở bóng tối này hồi chiêu rất là nhanh luôn. Mình có thể spam liên tục này. Wow. Mình chưa thấy cái thức nào đó giờ mình dùng á mà hồi nhanh như vậy luôn á. Cái này là xác định mấy thanh niên quỷ mà đối đầu với mình rồi. Này. Dù mạnh mà còn được xài liên tục nữa chứ. Quá đã luôn. A few moments later. Như vậy thì mình đã đi sơ qua được một vòng ở cái bay sành này rồi. Nói chung thì món đồ xịn nhất chắc là cái thanh kiếm mang hơi thở bóng tối mà mình đang cầm trên tay nè. Cũng nói chung là cũng được đi.
Giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm cái pháo đài địa ngục của mình thôi. Ý, phải không vậy? À không phải, chỉ là cái chỗ spawner của mấy cái con mắt ma thôi. Là mình cứ tưởng gặp được pháo pháo đài địa ngục rồi chứ. Trong này thì có sắt với ca vàng cho mình. Ồ, mình gặp được một cái chỗ gì nè. Ủa sao nó nhìn giống... Ủa cái gì? Ủa hình như đó là đòn đánh của tên Duma mà đúng không? Ồ, hắn đâu vậy? Tên nào vừa đánh mình? Ủa kìa, hình như... Ôi tên Duma ở... ở dưới lận. Ây da, hắn trả thù mình hôm qua hay sao vậy? Chết tiệt, ôi hắn rồi. Mình không có ngán hắn đâu. Bữa nay mình mới có thanh kiếm hơi thở bóng tối đấy. Giờ mình xuống dưới mình tìm hắn luôn. Ngại gì hết bẩn. Ồ, hình như hắn đang bị chôn dưới nhung nham hay sao á. Phải không vậy? À chính xác rồi. Xác định người rồi. Này thì Duma hả? Để coi coi ngươi chịu được bao lâu. Ừ, ngươi ở dưới đi. Ấy, ui, ui. Hắn bị dồn vô góc rồi. Ui, tuy nhiên thì sức tấn công của hắn không phải là dạng vừa đâu nha. Mặc dù vậy thì hắn vẫn chống trả rất là dữ. Ấy ui. Ao, 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 ao. Mình bị đánh lọt xuống nhung nham rồi. Ôi no. Ôi không. Đàn em của hắn xuất hiện ghê quá. Cái tên Hiro kia. Ý. Ui, hắn đang chống chống trả. Nhưng mà cái hơi thở bóng tối này á thì nó chỉ có một thức hay sao hả? Nãy giờ mình thi triển nó bị trùng nhau không nè. Được, mình sẽ spam cái thức này tới khi mà hạ gục hắn thì thôi. Hắn không đụng vô mình được luôn á. Sao mà đụng được? Xung quanh mình toàn là bóng tối không kìa. Quá là ghê luôn. Ây ui, lọt xuống nhung nham nữa rồi. Này thì Duma nè. Ui, 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 không ổn, không ổn. Như vậy thì mình cũng không phải là cách chiến đấu tốt đâu. Mình không thể áp sát. Ok kìa, con gì nữa ơi. Trời. Ở dưới nhung nham còn có những tên ác quỷ xương gì. Nhìn ghê lắm. Ouch. Thôi, 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 không ổn rồi, không ổn rồi. Không ổn thế nào. Mình có nên bỏ qua tên... Cái tên Duma này không ta? Chứ hắn đứng ở dưới mình ở trên này mình... Mình không có hơn hắn là bao đâu. Nhiều khi mình còn thua hắn nữa. Nhưng mà mình sẽ thử lại. Giáp lá cà với hắn luôn. Rồi tới số người rồi. Người tới số. Mình đã biết được điểm yếu của hắn rồi. Tranh thủ, tranh thủ. Ây ây, hắn biến thành dạng tượng Phật cơ. Không sao hết. Mình có thanh kiếm hơi thở mặt trời mà. Hắn bắt đầu chống trả rồi. Cái kèo đấu này mình phải thật là tập trung mới được. Đây không phải là địa hình kiểu như lợi thế cho mình nữa. Nhưng mà có vẻ mình sắp làm được rồi. Cố lên, cố lên. Một tí nữa thôi. Này thì dám đánh lén hả? Này thì đánh lén. Tưởng đánh lén là ngon hả? Ây dù. Tí nữa là mình đi rồi. À, căng thiệt sự luôn. Hên là mình dùng cái hơi thở mặt trời kịp thời á. Có vẻ là hơi thở bóng tối tuy là mới đấy, nhưng mà có vẻ nó không mạnh bằng hơi thở mặt trời của mình. Được cái là hồi chưa nhanh thôi. Các bạn coi kìa, Daki còn không đụng vô mình được mà. Vậy là nhược điểm của cái hơi thở bóng tối này là không có nhiều thức thôi ha. Hiểu luôn, hiểu luôn. Ngoài ra thì mình sẽ trở lại với cái công trình mà hồi nãy mình phát hiện ra. Mình nghĩ đây là một cái công trình gì đó này. Ồ chính xác rồi. Khô héo hoặc hoặc không. Ồ ở đây là chỗ của con Wither. Đây là những cái khối đá Wither. Trời cứng lắm luôn á. Để mình tìm một cái lối vào thôi chứ mình đào cái này là không ổn rồi. Ở đây đào được. Ồ mình đã tìm ra được một cái chỗ mình có thể đào một cách dễ dàng rồi. Hình như trước mặt mình là những cục than quy đờ. Phát hiện rồi nha.
Ồ, đúng là chỗ của quy đỡ có khác. Quá trời xương đen luôn. Căng chưa? Này thì xương đen. Ồ, mấy con xương đen đang bắt nhốt những thanh niên tù nhân Bitlin. Căng vậy, mấy chắc là được con quy đỡ bảo kê hay sao mới bắt cóc được mấy thanh niên Bitlin kìa. Chà, còn trang trí bằng những khối mảnh vỡ cổ đại nữa chứ. Giàu có thế nhờ. Vậy thì mình xin. Mình không giàu nên mình xin về mới được. Ồ nhưng mà rương thì hơi nghèo nha. Ủa giàu gì kỳ vậy? Giàu mà rương nghèo vậy? Mà tòa tháp này được cái là rất là rộng luôn, nên mình tha hồ mà khám phá. Còn có mấy con sương thứ dữ nữa sao vậy? Ồ con sương mà không cầm kiếm luôn. Sương đen không cầm kiếm. Này thường xương đen không cầm kiếm nè. Yêu ghê. Rồi rương của nó tiếp tục là than thôi. Ồ, bây giờ tới một con xương được trang bị vũ trang. Xương này thì xương chiến binh à. Quýnh cho bể giáp luôn. Ok. Nó cho mình thêm cái gì đây? Cái đĩa nhạc. Nhìn lạ vậy. Mang về xíu nghe thử. Tầng này thì sẽ là tầng gì đây? Tầng này có rương. Ok. Vậy là mỗi tầng nó sẽ giấu một cái rương ấy. Và đồ của nó thì cũng không xịn hơn là bao nhờ. Mình thấy vậy. Giá trị nhất chắc là những cái cục mảnh vỡ cổ đại này thôi nè. Mấy con này thì dễ ra. Một nhát một. Giờ kêu đại ca của bọn chúng ra. Trời ơi, bọn chúng bơi dưới nhung nham mà. Mình cứ tưởng đâu mấy cái đầu xương đen bị đặt dưới nhung nham chứ. Làm người ta mừng hụt. Rồi. Ồ, đây là có bức tượng của con quy đờ nè. Vậy là chắc chắn rồi, đây là chỗ để thờ tên Quy Đờ chắc luôn. Nhưng mà không giấu gì hết. Ok. Còn bên đây thì sao? Bên đây hình như cũng tương tự bên kia thì phải. À. À, khác khác nha. Bên đây thì nó có giấu một ít khối vàng ở trên kìa. Được đấy, mình sẽ bay lên để mình mang những khối vàng này về giống như là chiến lợi phẩm của mình vậy đó. Rồi. Được thêm một ít khối khối vàng nữa. Nó vẫn còn đường lên trên nha. Nhưng mà không biết ở trên nó có gì xịn hơn hay không này. Phải chưa có boss để mình thử sức mạnh luôn thì càng tuyệt vời ấy. Nhưng mà có vẻ ở đây không có boss rồi. Chỉ có mấy thanh niên lính xương đen thôi. À tiếc ha. Nhưng mà ít ra thì mình cũng biết được thêm một cái tòa tháp của bọn Wither. Mà thấy tù nhân Bitlin tội nghiệp quá à. Thôi mình thả tù nhân ra đi. Nếu tù nhân thân thiện thì mình sẽ cho tù nhân sống. Ôi anh bạn này hình như đang van xin mình hay sao á. Thấy tội nghiệp quá à. Không có đánh mình luôn nha. Thân thiện lắm. Còn cầm than của mình nữa cơ. Này tôi cho anh cây kiếm nè. Thử anh có đánh tôi không. Tôi cho. Không được, mình cho cây kiếm của anh không trả mình làm sao. No 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 no. Thôi thì lỡ rồi, mình sẽ dẫn tù nhân này về nhà luôn. Nhưng mà có dẫn về được tới nhà hay không thì mình chưa chắc nha. Tại vì trên đường về thì có thể là mình lọt xuống nhung nham chẳng hạn. Và các bạn cũng hiểu kết quả khi mà lọt xuống nhung nham là gì rồi đó. Cả hai sẽ bị nướng chín luôn á. Nhưng mà mình sẽ cố gắng không để chuyện đó xảy ra đâu. Hình như đi hướng này. Ý. Kìa kìa kìa, cái con quái vật hồi nãy mình thấy kìa. Thấy ghê lắm, nó là con giống như con rắn nhưng mà phiên bản rắn xương á, nhìn thấy ghê cực. Tiếc quá à, bữa nay đi thì mình chỉ tìm đúng một cái thanh kiếm mới thôi. Phải chi được 2-3 thanh thì hay biết mấy. Rồi, còn anh tù nhân Bitlin ở nhà đây. Ủa? Sao tù nhân Bitlin lại gung gãy ta? Hình như lên lên thế giới thường thì anh sẽ bị gung gãy như vậy à? Ồ. Hiểu vấn đề luôn, Bitlin vẫn giống như bình thường nha, là khi Bitlin lên thế giới thường sẽ biến thành thây ma dân lại, thây ma heo. À vậy hả, mà thân thiện thì được rồi. Ok, thân thiện là mình cứ giữ ở nhà thôi. Còn về thanh kiếm mà mình mới tìm được, tuy là có đẹp đó, thế nhưng mà sức tấn công mình thấy kiểu bị giới hạn quá à. Kiểu chỉ có một thức duy nhất á, là chém xung quanh bằng bóng tối thôi đấy, chỉ có vậy à. Khá là xu luôn. Nhưng mà không sao, đây là mở màn thôi. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ đi khám phá và tìm được thêm nhiều thanh kiếm nó có những cái hơi thở
khác nó thú vị hơn á. Ở thở này lúc đầu mình tưởng mạnh lắm chứ. Bởi vậy đừng có đánh giá một cái gì đó qua vẻ bề ngoài nha. Đấy. Cái này được cái là nó spam chiêu nhanh thôi. Mình có thể càng quét rất là dữ á. Nè. Akaza chứ gì. Quẩy luôn. Bem Akaza luôn. Đâu rồi? Lọt xuống nước đi. Quýnh 500 hiệp với Akaza dưới này luôn. A few moments later. Tuy nhiên bây giờ ban ngày chắc thanh niên này sắp đi rồi đó. Mình đoán vậy. Ơ cái gì? Ban ngày mà Akaza không bị đốt luôn kìa. Ui Akaza này thành tinh rồi. Ui. Ban ngày mà hắn vẫn vẫn chiến đấu phà phà kìa. Sức mạnh mới của ác quỷ hay sao? Ui. Có gì đó sai sai rồi. Ban ngày mà hắn đánh còn sung hơn ban đêm nữa cơ. Chết tiệt. Trời đất ơi. Thật sao? Rồi 11. 11 gặp cụ nhất chắc mình xác định luôn á. Chết ơi. Tên này thành tinh rồi. Thôi không đánh với tên Akaza đó nữa. Mình sẽ trở về nhà để mình test thử cái đĩa nhạc mà hồi nãy mình có tìm được nè. Trong cái tòa tháp Guider. Để coi coi đĩa nhạc này sẽ có gì hay ho nha. Đầu tiên là mình sẽ cần có kim cương. Kèm theo đấy là một chút gỗ. Rồi thử nè. Biết đâu đây là đĩa nhạc Hip The Hop mình có thể nghe và quẩy mỗi ngày thì sao? Và bây giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm những cái thanh kiếm có những cái hơi thở cổ truyền. Ồ cái gì đây? Nezuko. Ôi. Ôi no. Hình như cái thanh niên tù nhân Bích Liên hồi nãy mình dắt lên sàm sỡ Nezuko hay sao á, bị Nezuko tán không được phát nào rồi. Giờ thành đúng miếng thịt này. Còn đúng miếng thịt thôi. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ trở lại với công việc tiếp theo trong ngày hôm nay. Đấy chính là mình sẽ lên đường để truy tìm cái tên Han Tengu. Tên Thượng Huyền Tứ đó thì hôm qua mình truy nã hắn mà không gặp hắn này mới cay này. Hôm nay mình sẽ tiếp tục truy nã hắn thôi, tới khi nào gặp hắn thì thôi ha. Hắn trốn ở đâu không biết nữa, kỹ ghê luôn. Oh what? Sao đằng kia lại có sấm sét vậy? À, sét đánh gì? Ôi. Sao bọn chúng lại phát nổ rồi? Oh what the heck? Ôi chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nghiệp quật à? Chắc là nghiệp quật rồi. Trời ơi mấy thanh niên chiến binh gà không biết ăn ở sao nữa. Mà giữa ban ngày ban mặt trời không có mưa giông gì luôn nha. Mà sét đánh một phát mấy thanh niên đó đi hết trơn luôn. Ồ ảo thật đấy. Rồi mình sẽ gặp Yorichi máy móc mình cà khịa coi. Các bạn coi này. Yorichi máy móc mà mình đánh cho không kịp trở tay luôn á. Rồi xong rồi. Đó. Sức mạnh của hơi thở bóng tối đấy. Hơi bị bá luôn. Ồ, hay là bây giờ mình sẽ thử độ sức với xà trụ bằng hơi thở bóng tối này ta. Được, được, được. Một trụ cột, không phải dạng dừa đâu. Nhưng mà bữa nay mình sẽ test thử mới được. Vô, đánh giáp lá cà luôn. Ồ, và cái hơi thở bóng tối này khi đánh thì đối phương không nhận ra hay sao luôn nữa. Mình đánh mà xà trụ không hay biết gì luôn. Ây dù. Giữ dần người ta. Bá thiệt chứ. Quýnh xà trụ lên bờ xuống ruộng luôn. Mình sắp thắng rồi. À đây rồi, đây rồi. Bắt đầu thể hiện sức mạnh rồi nè. Ồ, mà sức mạnh của xà trụ ghê vậy. Ồ, gắn đỏ luôn kìa. Căng người ta. Ồ, nhưng mà mình gần đánh bại được xà trụ rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Còn một tí nữa thôi. Ồ, hình như xà trụ chấp mình hay sao á. À, như vậy thì xà trụ chấp mình rồi. Xà trụ chấp mình cả đống luôn. Ôi mà phải công nhận xà trụ mạnh thiệt á ta. Chấp mình ấy, hơn phân nửa máu mà. Mình đánh còn vất vả như vậy á. Ồ, không hổ danh là một trụ cột.
Và như vậy thì mình đã đánh bại được tổng cộng là bao nhiêu trụ cột vậy ta? Hôm bữa thì mình đã đánh bại được thủy trụ rồi, nay thì đánh bại thêm được xà trụ nữa. Uầy, còn nhiều trụ cột mà mình chưa đánh bại lắm. Ừ, chắc sắp tới mình phải cố gắng luyện tập để tăng tiến sức mạnh hơn thôi. Mình có về nhà để mình lấy thanh kiếm của xà trụ để test thử coi khi mà mình kiểu như cường hóa thanh kiếm của mình có dòng red sword giống xà trụ vậy. Thầy. Ồ. Là hiệu ứng rắn của mình cũng chuyển thành thành màu đỏ rồi nè. Ôi, giờ kỹ năng của mình khi sử dụng đã bắt đầu giống xà trụ rồi. Chắc sẽ mạnh hơn ấy. Ồ. Được nhá. Rồi, ở đây có công trình nè, mình sẽ thử vô đây để khám phá thử xem. Ủa mà công trình gì kỳ vậy? What the heck, công trình gì ngộ vậy? Cục nghỉnh hả? Hey. Ở đây còn có cái ngôi nhà của đội trưởng của sát quỷ đội cơ. Ôi nhưng mà hiện tại đang ngập lụt hay sao vậy ta? Ồ nước nước tràn vô quá trời luôn. Đằng kia đang có âm trụ đang đứng một mình trên cái cây cầu kìa. Wow. Nè, đội trưởng sát quỷ đội nè. Mà hình như đó giờ mình chưa có khám phá ngôi nhà của đội trưởng hay sao? Ủa kìa. Ôi no. Ủa mình đâu có tấn công đâu, mình đang vứt đồ mà. Ôi tôi xong rồi. Sơ suất một phát thôi là hơi thở bóng tối tiễn tiễn đội trưởng của sát quỷ đội đi luôn. Ghê thiệt chứ. Mình thật là có lỗi luôn. Ây du. Thực tình thì mình không muốn đâu. À trong đây cũng có đèn các thứ luôn nè. Wow. Giờ mới biết nha. Trong đây còn có nhà kho hay sao nè. Nhà bếp, nhà bếp. Có đồ chơi nữa chứ. Ây da, thuốc độc luôn à, căng ngại. Yêu. Có cái bát gì đây? À bát mì udon. À mình thích, mình thích, mình thích. Mình thích mì này. Lấy về luôn. Rương thì là rương trống thôi. Ồ vậy là trong đây cũng nhiều đồ phết đó chứ. Ô, con quỷ đây. Hú một. Này thì ha. Này thì quỷ cấp 3 nè. Đó. Hơi thở bóng tối khi mà mình đánh thì kẻ địch gần như là không cảm nhận được đau đớn luôn. Đây ví dụ mình đánh âm trụ coi. Đó mình đánh âm trụ mà âm trụ đâu có biết gì đâu. Đây. Ồ. Một cái năng lực có thể nói đi đánh lén là rất là xịn luôn ấy. Nhưng mà bữa nay mình cũng muốn đọ sức với âm trụ, nhưng mà bằng sức mạnh hơi thở của xà trụ nha. Đây, rắn đỏ nè, mình sẽ test thử coi. Trên âm trụ sẽ trông như thế nào. Vô. Trận chiến giáp lá cà giữa mình và âm trụ. Để xem nào. Ao ao, âm trụ bắt đầu thi triển những cái thức mạnh hơn rồi cơ. À, cũng căng đấy, cũng căng đấy. Để xem bữa nay mình có thể đánh bại được thêm một trụ cột hay không. Mình cũng không phải dạng vừa đâu. Mình mới cường hóa kiếm lên mà. Tiếp tục, tiếp tục. Ây da, ôi, 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 âm trụ rồi. À đây, đây, đây. Coi kìa, âm trụ mạnh chưa cơ. Ôi đâu rồi. Âm trụ lả lướt ghê quá. Quả thật là một trụ cột có khác. Trời ơi, đánh văng ra ngoài luôn rồi. Chạy đi đâu, âm trụ chạy đi đâu. Âm trụ chạy đi đâu. Yes. Vậy là mình đã đánh bại thêm được một trụ cột trong ngày hôm nay. Đó chính là âm trụ u dưới. Gì yeah. Tuy nhiên thì mình cũng khá là chật vật để vượt qua ấy. Tại vì âm trụ cũng khá là khỏe. Ừ. Bên cạnh đó thì mình còn gặp thêm một cái tòa tháp cao chót vót đằng kia kìa. Và có vẻ nó đang trong quá trình xây dựng hay sao á. Mình thấy nó có giàn giáo khá là nhiều ở đằng kia cơ. Ê, được quá ta. Để mình ghé qua mình coi thử như thế nào. Tầng dưới của nó là một cái khu vực trồng trọt. Ủa sao nhìn quen vậy? Cái kiến trúc này. À, là tòa tháp có những cái rương khóa. Ra là vậy. Tòa tháp rương khóa này nữa. Nó có rất nhiều rương khóa nhưng mà trong này thì nó không hề để chìa khóa cho mình mở. Kỳ cục kẹo ghê luôn. Đấy. Cho rương là cho đồ kiểu gì đấy. Thấy thấy ghét không?
Trời đất ơi. Đúng kiểu xây tòa tháp không có tâm luôn á. Thấy ghét ăn cái bánh cho bỏ ghét nè. Ồ, được cái ở đây nó có khối sắt. Ngon. Giờ mới để ý ra. Lượm luôn. Đi ra chỗ khác con nhỏ này. Ồ, trên này có tên Hành Tinh Gương. Oh my god. Này thì Hành Tinh Gương hả? Ui đi rồi. Hình như cái thanh niên Hành Tinh Gương này mới kết hợp hình dạng lại với nhau hay sao á. Hồi nãy mình thấy hắn có 40 máu hả? Mà sau khi kết hợp lại hắn 200 mấy máu luôn. Ghê thiệt chứ. Hắn đâu rồi? Hắn lọt xuống đây hay sao vậy? Mình không biết là hắn chuồn đi đâu rồi á. Ồ, có cái nào hắn lọt dưới không? À kìa kìa kìa, đúng rồi. Hắn lọt tít dưới này rồi. Ây dùi. Này thì Hành Tinh Gương. Hắn có thể những cái huyết kỹ thuật của hắn rất là khó chịu. Hắn gây đòn sấm sét liên tục luôn. Kèo này khó cho mình rồi. Mình chưa kịp áp sát hắn nữa là hắn đã giật sát mình. Shiba. Tại sao vậy? Cái tên đó đúng khó chịu luôn á. Ý là mình đã núp ở dưới gốc cây đúng không? Nhưng mà những tia sét của hắn có thể xuyên qua gốc cây và kết liễu mình luôn. Mình cảm thấy hắn tuy là thượng huyền tứ đúng không? Thế nhưng mà sức mạnh của hắn thì có thể nói là cỡ cỡ tên Duma đó nha, không có thua đâu. Lúc đầu thì mình thấy hắn có 40 máu, mình tưởng rồi chiến này tới công chuyện rồi, nhưng mà không. Mình đánh hắn xong rồi hắn biến thành ba hình dạng khác nhau rồi ghép lại một phát. Thành cái dạng siêu mạnh luôn. Trời ơi, đánh phát bay về nhà luôn mà. Cay thiệt chứ, về chắc làm bát mì udon để dưỡng thương là thôi. Hy vọng là sau khi ăn cái bát mì udon này, mình sẽ hồi phục lại thật tốt để mình có thể nhanh chóng quay trở lại cái khu vực đó và tìm lại cái tên Hành Tinh Gương để trả thù mới được. Tiếc thế nhờ, hiếm gặp hắn mà gặp xong mày quýnh không lại. Bực tê không biết. Rồi, và nói tóm lại trong ngày hôm nay thì mình đã may mắn tìm được một thanh kiếm có hơi thở thất truyền. Đó chính là thanh kiếm hơi thở bóng tối. Tuy nhiên thì cái hơi thở này được cái là hồi chiêu nhanh thôi, chứ sát thương cơ bản thì không quá mạnh á. Ngoài ra thì mình còn đánh bại thêm được hai trụ cột, đó chính là xà trụ và âm trụ nữa. Còn khá là nhiều trụ cột mà mình cần phải thử thách sức mạnh. Và khi mình chinh phục được những trụ cột thì mình còn có thêm trái tim hay sao cơ. Khá là hay luôn. Thế nên chắc sắp tới mình sẽ cày thêm trái tim bằng cách chiến đấu với các trụ cột á. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong các hành trình trở thành thợ săn quỷ mạnh nhất của mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.